Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ du hành trên server Thiên Tiên S5 để cùng xem là top 1 server đó build môn phái phản công như thế nào nha. Bởi vì cũng có rất nhiều anh em là yêu cầu mình có làm môn phái phản công, thì mình cũng đang build môn phái phản công rồi. Tuy nhiên là mình vẫn muốn tham khảo xem là top server ở cái phân khúc 100 ức thì người ta sẽ build như thế nào. Tức là 1 ức tương đương với 100 triệu, 10 ức là 1 tỷ, còn 100 ức tức là 10 tỷ điểm yêu lực anh em nhé. Wow, level hiện tại đang là 669 là cực kỳ kinh khủng cho một cuộc tình anh em nhé. Sát thủ và tên bang hội cũng chơi chơi nghỉ rơi nhỉ. Công thì thanh niên này đang là 25,34 ức nha. Wow, mà hiện tại là bác killer này, bác build ở Tuma nha anh em. Để mình xem là trang bị thì level toàn 666, 669 hết rồi. Thậm chí là có những món trang bị là 671. Để mình xem nào. Wow. Và khi mà ở trang bị level cao như thế thì những cái phần trăm nó cộng lên đến tận 29,4% ở cái món linh khí mới chỉ có 1 sao nha anh em. Linh khí 1 sao. Căng thẳng đấy nhở. Và kháng né là 19,5% luôn ạ. Ghê vậy. Thì để mình xem một chút về cái thuộc tính nha. Phản công là 544,6% này, kinh khủng nhờ. Né là 253,3%. Bạo kích liên kích thì tất cả những cái môn phái ở dưới này này, cái chỉ số nó đều trên 200% cả. Cụ thể là trên 240% nha. Thấp nhất là 244% anh em nhé. Hiện tại thì bác đấy có xài em Thanh Long à. Thanh Long của bác đấy thì có một cường hóa linh thú, một suy yếu linh thú, một công. Wow. Hai cái này là hai cái mình đang tìm kiếm rất nhiều nha anh em, nhưng mà chưa ra được. Đặc biệt là bác đấy lại có phẩm cam nữa cơ, suy yếu linh thú. Khủng khiếp quá. Cường hóa trị liệu và bạo kích. Ủa? Tại sao lại cường hóa trị liệu nhỉ? Hơi bâng khuâng nha. Tiếp theo đến đồng hành xem nào. Đồng hành em Ứng Long thì cũng có cường hóa linh thú. Mới chỉ có phẩm tím thôi. Tuy nhiên là sẽ có hai dòng công, một lam và một cam. Có thêm một chút về bạo kích nữa. Nhưng mà lý do là gì bác ấy không chơi Ứng Long làm vách chính nhỉ? Huyền Vũ. Có thể là bởi vì bác đấy quá mạnh rồi, cho nên là đánh nguyên bằng em Thanh Long rồi thôi, nó cũng đã thốn rồi. Thế cho nên là bác đấy đang để em Thanh Long nha. Còn về tinh quái đây anh em. Tinh quái thì ở thời điểm hiện tại mình thấy là hầu hết các môn phái khi đi PK thì đều để Tiểu Long Nữ cũng như là Đại Sơn Yêu với khả năng là giảm sát thương cuối nha. Thì Tiểu Long Nữ này cũng vẫn là giảm sát thương cuối nha anh em. Để hôm nào mình sẽ làm cho anh em một cái video là tại sao Tiểu Long Nữ này nó vẫn là giảm sát thương cuối, nếu như anh em không tin nhá. Chắc chắn là Tiểu Long Nữ này nó là giảm sát thương cuối nha. Và giảm sát thương, giảm sát thương cuối bản chất nó sai về phần dịch thuật thôi, chứ còn nó vẫn là một đấy. Tất cả hai em này đều có hiệu ứng giống nhau là giảm sát thương cuối. Ồ, bác đấy trang bị cái phù tang à hả? Có thể là cái giải thi pháp thì nó không ngon lắm đối với một cái phản công chăng? Sau mỗi lần linh thú tấn công sẽ giúp chủ nhân hồi HP. À, đây là lý do nha anh em. Tại sao mà em Thanh Long này lại có cường hóa trị liệu là vì thế. Ui, 100% luôn á. Vãi thế nhở. Mình không ngờ là cường hóa trị liệu ở phẩm cam này nó là 100% luôn á anh em. Bởi vì mấy dòng khác kiểu như là suy yếu hay là cường hóa thì nó chỉ được 75% ở max level 10 thôi. Nhưng mà riêng trị liệu này là cường hóa lên tận 100% x2. Và em Thanh Long này mỗi một lần đánh thì nó sẽ hồi HP mà, đúng không? Đây. Sau một lần linh thú tấn công sẽ giúp chủ nhân hồi HP bằng 6% HP tối đa và tăng 12% công nữa. Thì có cường hóa linh thú lên 75% nữa thì sẽ tăng được khá công. Cường hóa trị liệu sẽ giúp cho em Thanh Long này hồi máu khá nhiều dành cho bác ấy nha. Càng đấy. Rồi, để mình xem còn gì nữa không. Tinh quái thì cũng ok rồi này. Huyết mạch xem nào. Huyết mạch thì bác này trang bị là huyết mạch bạch hổ full 4 viên. Khi phản công thì sát thương tăng 50% nha. Thật nhờ. Wow. Ừ nhờ. Quả bạch hổ này hợp lý đấy chứ. Tăng khá này. Thế thì phản công này phải kháng né chứ đúng không? Bác đấy lại đeo cái kháng choáng này. Ảo nhờ. Để mình xem chỉ số kháng của bác ấy xem nào. Thuộc tính kháng choáng là 473%. Wow. Kháng phản công, kháng né. Ủa, kháng né ít à? Mình nghĩ là nếu như mà kháng né nếu như mà chơi phản công á thì kẻ địch nó mà né thì làm sao mà mình phản công hợp lý được ta.
nhưng mà choáng thì cũng tương tự như thế, nên là cũng tùy trận thôi. Trận thì phải đeo kháng né, trận thì phải đeo kháng choáng. Ok, ở đây thì thuộc tính gì nữa nhỉ? Kháng liên kích 15,7% ở cái phần vật cưỡi là bậc 7 à? Còn đi PK thì chắc chắn là sẽ sử dụng cái kim cang bất hoại, nó sẽ hợp lý này, kết hợp với cả giảm sát thương cuối. Bác đấy thì cũng mới chỉ có một cái giảm sát thương cuối phẩm cam thôi nha, còn lại thì vẫn là giảm sát thương cuối phẩm tím là cái âm khí nha anh em. Nhưng mà cũng kinh khủng đấy, giảm đây là 20% rồi, hơn 20% rồi, 21% rồi, căng nhở. Đan tâm đồng tịnh thì là bỏ qua thuộc tính chiến đấu này. Tiếp theo nữa là cái thực hồn chú, cái này thì quá ngon luôn rồi, đánh cực kỳ khó chịu luôn. Cường hóa thuộc tính chiến đấu và bỏ qua thuộc tính kháng. Đây là hai viên ấn ký cam nha. Tiếp tục vào bác ấy chơi cái băng phong ngàn dặm. Bác ấy chơi cái băng phong à? Cường hóa linh thú. Uầy, vãi nhở. Cái ấn ký 3.7 phẩm cam này phát mà cường hóa linh thú lên tận 20,4% luôn, và tăng sát thương cuối 11,9%, thì sẽ phần nào đó khắc chế được mấy cái kiểu giảm sát thương cuối nha anh em. Ghê vậy. À, mình biết tại sao bác đấy lại đeo cái kháng choáng rồi anh em ạ. Bởi vì cái bạn top 2 server này là build choáng. Nhưng mà thực sự kể cả là có build choáng đến 368% đi chăng nữa, nhưng mà với yêu lực là 17,32 ức thế này thì cũng hơi khó để có thể là ăn được bác đấy cơ. Bởi vì là tấn công đây mới 1,97 ức, mà thủ của bác đấy đã là 3,22 ức. Thì thông thường nếu như cái tựa game này mà điểm tấn công này mà nó kiểu thấp hơn thủ á, tấn công gây ra dạng sát thương gần như là bằng không anh em nhé. Ảo thực sự luôn á. Công 14,82 ức. Có nhầm lẫn đi ông ta. Hả? Sao bạn này công có 1,97 ức vậy? 17,32 ức. À nhầm. Bạn này là tận 67 ức anh em ạ. Mình nhầm một chút nhá. Mình đang bị nhìn nhầm con số. Bảo sao quái lạ. Ngoài bát top 2 này cũng 67,59 ức rồi này. Cũng căng nhỉ. Bát này thì build vào cái gì đây? Bát này thì build vào liên kích cũng như là bạo kích nha. Ui, được nhỉ. Ghê gớm chứ. Là trong server của Thiên Thiên S5 này cũng ghê gớm thật anh em ạ. Bởi vì là có một thanh niên thì là 67,59 ức, một thanh niên là 100 ức luôn. Vai, căng đét đèn đẹp luôn. Wow, thế thì không biết là mấy anh em ở dưới này sống sao đây. 5,98 ức. 4,56 ức. Rồi, 5,35 ức. 6,98 ức. Wow, kinh khủng quá anh em ơi. À đúng rồi, để mình xem nào. Đây này, mình quên mất chưa review về cái thuộc tính đặc biệt của bác đấy. Giảm sát thương cuối lên tận 139,3% anh em nhé. Kinh quá. Thế như view tăng sát thương cuối này này cũng 118,3% nữa. Càng thích nhở. Để mình xem top 2, top 3 cái chỉ số giảm sát thương cuối nó lên được bao nhiêu nhỉ. Giảm sát thương cuối cũng là 103,4%. May đấy. Đấy là cũng lên được giảm sát thương cuối nhiều như thế này, chứ nếu không là cũng toang. Ok la. Rồi, thử xem thanh niên này xem là giảm sát thương cuối bao nhiêu. 73,7% thôi. Thế này thì cũng hơi căng thẳng nha anh em, bởi vì khi mà đi PK bây giờ thì meta đang chuyển dần sang giảm sát thương rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta không build giảm sát thương với cả tăng sát thương á, thì đi PK rất khó luôn. Ok, trong video này mình cũng đã review cho anh em một chút về một vài phản công của top server chơi như thế nào, thì anh em có thể tham khảo đối với bộ thần thông tinh quái cũng như là ở server của mình, sang cho nó hợp lý, đánh đấm cho nó khỏe anh em nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.